Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về định ngữ trong tiếng Hàn. Định ngữ trong tiếng Hàn có 3 dạng chính, đó là định ngữ thì hiện tại, định ngữ thì quá khứ và định ngữ thì tương lai. Trong video này mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về định ngữ thì hiện tại trước nhé. Đầu tiên các bạn phải hiểu được định ngữ là gì. Định ngữ là thành phần bổ nghĩa cho danh từ. Mình nhắc lại nhé, định ngữ là thành phần bổ nghĩa cho danh từ. Để hiểu thêm thì các bạn cùng xem ví dụ nhé. Ví dụ đầu tiên là anh thích cái váy mà em mặc. Ở đây thành phần định ngữ là mà em mặc, vì nó bổ nghĩa cho danh từ là cái váy. Anh thích cái váy nào? Cái váy mà em mặc ấy. Nếu mà người nói chỉ nói là anh thích cái váy thôi thì người nghe sẽ không hiểu là anh thích cái váy nào, mà phải cho thành phần mà em mặc vào để bổ nghĩa cho danh từ cái váy này. Cái váy mà em mặc, cái váy mà em mặc, chứ không phải là cái váy mà con khác mặc. Ok. Ví dụ số 2 là em thích trai đẹp. Ở đây thành phần định ngữ là đẹp, vì nó bổ nghĩa cho danh từ trai. Em thích trai như thế nào? Trai đẹp. Nếu mà người nói chỉ nói là em thích trai thôi thì người nghe sẽ không hiểu là em thích trai như thế nào, mà phải thêm chữ đẹp vào để người nghe hiểu là à, em thích trai đẹp chứ không phải trai nào khác. Ok. Để làm được một câu định ngữ ấy, thì các bạn phải thuộc cách chia trước nhá. Đầu tiên là động từ cộng với nên rồi cộng với danh từ. Tiếp theo là tính từ cộng với ơn cộng với danh từ. Danh từ thì mình sẽ cộng với in rồi cộng với danh từ. Các từ kết thúc là itta hoặc là opta thì auto cộng với nên cộng với danh từ, không cần biết nó là động từ hay tính từ, chỉ cần nó kết thúc là itta opta thì auto cộng với nên các bạn nhé. Cuối cùng là koshipta thì dạng này nó luôn luôn chia ở dạng là koshipun rồi cộng với danh từ. Tiếp theo là các bước làm một câu định ngữ. Đối với các bạn đã quen với định ngữ rồi thì không cần thiết phải làm theo đúng 4 bước như thế này. Nhưng nếu mà bạn mới học về định ngữ thì các bạn nên làm đúng theo từng bước như thế này để đảm bảo chậm nhưng chắc. Bước số 1 này, xác định thành phần định ngữ ở trong câu. Bước số 2 là mình sẽ dịch thành phần không phải định ngữ trước. Bước số 3 là mình sẽ dịch thành phần định ngữ và chia cho phù hợp với 5 trường hợp trên, 5 trường hợp mà mình vừa mới học về cách chia đây này. Bước cuối cùng là đặt thành phần định ngữ đứng ngay trước danh từ mà nó bổ nghĩa. Ok, mình sang phần thực hành nhé. Câu đầu tiên là em đã làm món cơm trộn mà anh thích. Mình sẽ giúp các bạn làm theo từng bước mà mình vừa phân tích ở trên nhé. Bước đầu tiên là mình sẽ xác định thành phần định ngữ. Ở đây thành phần định ngữ là mà anh thích. Nó bổ nghĩa cho danh từ nào? Bổ nghĩa cho danh từ món cơm trộn. Em đã làm món cơm trộn nào? Món cơm trộn mà anh thích ấy. Ok, vậy là xong bước 1, xác định thành phần định ngữ. Bước số 2 là mình sẽ dịch những thành phần không phải định ngữ trước. Thành phần không phải định ngữ ở đây là em đã làm món cơm trộn. Ok, câu này mình sẽ nói tiếng Hàn là gì nhỉ? 저는 món cơm trộn là 비빔 밥을 đã làm 만들었어요. Ok, bước tiếp theo là mình sẽ dịch thành phần định ngữ và chia cho phù hợp với 5 trường hợp trên. Thành phần định ngữ ở đây là mà anh thích. Các bạn lưu ý là thành phần định ngữ nó hay có chữ mà. Cái chữ này thì các bạn không cần phải dịch sang tiếng Hàn nhé. Chỉ cần nói là anh thích thôi. 오빠가 좋아하다. Bây giờ mình sẽ chia cho phù hợp với 5 trường hợp trên. Ở đây 좋아하다 là thích, nó là động từ, cho nên mình sẽ cộng với 는 rồi cộng với danh từ. Vậy là mình sẽ có là gì ạ? 좋아하는. Và bước cuối cùng của mình là đặt thành phần định ngữ đứng ngay trước danh từ mà nó bổ nghĩa. Mà anh thích này bổ nghĩa cho danh từ món cơm trộn. Vậy mình sẽ đặt 오빠가 좋아하는 ngay trước 비빔밥. Vậy là mình có một câu hoàn chỉnh là 저는 오빠가 좋아하는 비빔밥을 만들었어요. Ok, ví dụ số 2. Thảo là cô gái xinh. Mình cũng làm theo từng bước nhé. Bước đầu tiên là gì nhỉ? Xác định thành phần định ngữ. Ở đây thành phần định ngữ là xinh, vì nó bổ nghĩa cho danh từ cô gái. Bước số 2 mình sẽ làm gì nhỉ? Dịch những thành phần không phải là định ngữ trước. Ở đây thành phần không phải định ngữ là Thảo là cô gái. Ok, bây giờ mình sẽ nói là gì nhỉ? Thảo 씨는 cô gái, 여자 là 입니다. Bước tiếp theo là mình sẽ dịch thành phần định ngữ. Xinh là gì nhỉ? 예쁘다. Bây giờ mình sẽ chia cho phù hợp với 5 trường hợp trên. 예쁘다 là tính từ, cho nên mình sẽ cộng với 은이은. Vậy là mình sẽ có là gì nhỉ? 예쁜. Bước cuối cùng là mình sẽ đặt thành phần định ngữ đứng ngay trước danh từ mà nó bổ nghĩa. Ở đây xinh nó bổ nghĩa cho danh từ cô gái, nên mình sẽ đặt 예쁜 ngay trước danh từ là cô gái, là 여자. Vậy là mình sẽ có một câu hoàn chỉnh là 당신은 예쁜 여자입니다. Câu tiếp theo là thầy Khánh là giải tốt. Ở đây thành phần định ngữ là tốt,
vì nó bổ nghĩa cho danh từ là dài. Bước tiếp theo là mình sẽ dịch những thành phần không phải là định ngữ. Thành phần không phải định ngữ đây là gì ạ? Thầy Khánh là dài. Khánh son sen ni mơn là dài. Nam cha im ni ta. Bước tiếp theo là mình sẽ dịch thành phần không phải định ngữ là tốt là chốt tha. Và mình chia với năm trường hợp này, chốt tha là tính từ. Vậy mình sẽ chia với ơ niên. Chốt tha chia thành chỗ ơn. Bước cuối cùng là mình sẽ đặt thành phần định ngữ vào trước danh từ mà nó bổ nghĩa. Ở đây tốt nó bổ nghĩa cho danh từ dai. Cho nên mình sẽ đặt chốn ngay trước nắm trà. Vậy là mình có một câu định ngữ hoàn chỉnh là Khanh san sinh ni mơn chốn nắm trà im ni ta. Một ví dụ tiếp theo, ở Trần Duy Hưng có nhiều gái ngon. Ở đây thành phần định ngữ là ngon. Vì nó bổ nghĩa cho danh từ gái. Gái như thế nào? Gái ngon. Bước số 2 là mình sẽ dịch những thành phần không phải định ngữ trước, đó là ở Trần Duy Hưng có nhiều gái. Câu này rất dễ đúng không nhỉ? Trần Duy Hưng ê có nhiều gái do cha cá màn ni sumita, hoặc các bạn nói đơn giản là màn sumita. Bước tiếp theo là dịch thành phần định ngữ ngon là masita. Bây giờ mình sẽ chia với các thành phần ở trên. Các bạn để ý ở đây là masita nó kết thúc là gì nhỉ? Ita, cho nên nó auto cộng với nưng. Vậy mình chia thành masinen. Và bước cuối cùng mình sẽ đặt thành phần định ngữ mà xin lên này trước danh từ mà nó bổ nghĩa, đó là gió cha. Ok, vậy là mình có một câu hoàn chỉnh là Trần Duy Hưng ấy mà xin lên gió cha cá bán xin mì. Câu tiếp theo, Linh không phải người nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo là chém miệng tả. Ở đây thành phần định ngữ là gì nhỉ? Nhạt nhẽo, vì nó bổ nghĩa cho danh từ người, xa đàm. Bước số 2 là mình sẽ dịch những thành phần không phải định ngữ trước. Thành phần không phải định ngữ ở đây là Linh không phải người. Ôi Linh không phải người à? Ôi, xin lỗi Linh nhá. Ok, là câu này mình sẽ nói tiếng Hàn là Linh chính nên Sarami Animida. Ok, vậy là mình xong bước 2. Bây giờ bước 3 là mình sẽ dịch thành phần định ngữ là nhạt nhẽo. Chè mi opta. Bây giờ bước 3 là mình sẽ dịch định ngữ nhạt nhẽo. Chè mi opta. Các bạn để ý từ này nó kết thúc là opta, cho nên nó auto cộng với nên chia thành chém ý óm nên. Bước cuối cùng là mình sẽ đặt cái thành phần định ngữ này trước cái danh từ mà nó bổ nghĩa là saram. Vậy là mình đã có một câu hoàn chỉnh là Linh xin chém ý óm nên sarami animida. Câu số 6, tôi muốn kết hôn với người con gái mà là giáo viên. Ở đây thành phần định ngữ là mà là giáo viên, vì nó bổ nghĩa cho danh từ là người con gái. Bước tiếp theo là mình sẽ dịch những thành phần không phải định ngữ trước, đó là gì nhỉ? Tôi muốn kết hôn với người con gái. Câu này là 저는 여자와 결혼하고 싶어요. Bây giờ đến bước 3 là dịch thành phần định ngữ, đó là mà là giáo viên. Như mình đã nói thì là chữ mà này mình sẽ không dịch nhé. Mình sẽ dịch giáo viên tiếng Hàn là 선생님. Và bây giờ mình sẽ chia cái này với năm trường hợp trên. Sang sang nim là danh từ, vậy danh từ mình sẽ cộng với in, mình sẽ chia thành gì nhỉ? Son sang nim min. Và bước cuối cùng là mình sẽ đặt thành phần định ngữ này vào trước danh từ mà nó bổ nghĩa là người con gái. Vậy là mình đã có một câu hoàn chỉnh là 저는 선생님인 여자와 결혼하고 싶어요. Tôi muốn kết hôn với người con gái mà là giáo viên. Câu số 7, hãy làm những việc mà bạn muốn làm. Ở đây thành phần định ngữ là mà bạn muốn làm. Bây giờ mình sẽ dịch những thành phần không phải định ngữ trước là hãy làm những việc. Hãy làm những việc tiếng Hàn là gì nhỉ? 일들을 하세요. Bây giờ mình sẽ dịch thành phần định ngữ là bạn muốn làm. 너가 하고 싶다. Bây giờ mình sẽ chia với năm trường hợp trên. Ở đây động từ 고 싶다 thì mình luôn luôn cộng với 고 싶은. Vậy là 너가 하고 싶은. Bây giờ mình sẽ đặt cái thành phần định ngữ này vào trước cái danh từ mà nó bổ nghĩa, đó là những việc. Vậy là mình đã có một câu hoàn chỉnh là 너가 하고 싶은 일들을 하세요. Bây giờ mình sẽ cho các bạn 20 câu để các bạn luyện tập. Từ mới của mỗi câu mình đã nốt ở bên cạnh như thế này rồi, nổi tiếng 유명하다. Các bạn làm xong rồi xem đáp án nhé. Đây là từ câu số 1 đến câu số 5. Tiếp theo là từ câu số 6 đến câu số 11.
Tiếp theo là từ câu số 12 đến câu số 16. Các bạn có thể dừng màn hình để nhìn ví dụ nhé. Và đây là từ câu số 17 đến câu số 20. Bây giờ các bạn hãy dừng hẳn màn hình lại, làm hết 20 câu, sau đó bật tiếp video để xem đáp án nhé. Ok, bây giờ chúng mình cùng xem đáp án nhé. Câu số 1, Sơn Tùng là ca sĩ nổi tiếng. Sơn Tùng 씨는 유명한 가수예요. Sơn Tùng 씨는 유명한 가수예요. Câu số 2, ở nhà hàng Hàn Quốc có nhiều món ngon. 한국 식당에 맛있는 음식이 많아요. 한국 식당에 맛있는 음식이 많아요. Câu số 3, Ngọc Trinh là cô gái sexy và xinh đẹp. Ngọc Trinh 씨는 섹시하고 예쁜 여자예요. Ngọc Trinh 씨는 섹시하고 예쁜 여자예요. Câu số 4, tôi muốn hẹn hò với một cô gái mà là giáo viên. 저는 선생님인 여자와 사귀고 싶어요. 저는 선생님인 여자와 사귀고 싶어요. Câu số 5, anh có nhớ cái nhà nghỉ mà chúng mình hay đi không? 우리가 자주 가는 모텔을 기억해요. 우리가 자주 가는 모텔을 기억해요. Câu số 6, hãy vứt hết những đồ mà không cần thiết đi. 필요 없는 물건을 다 버리세요. 필요 없는 물건을 다 버리세요. Câu số 7, thầy Khánh là trai đẹp và thông minh. Khánh 선생님은 똑똑하고 잘생긴 남자예요. Khánh 선생님은 똑똑하고 잘생긴 남자예요. Câu số 8, Khánh là người con trai mà tôi yêu. Khánh 씨는 제가 사랑하는 남자입니다. Khánh 씨는 제가 사랑하는 남자입니다. Câu số 9, 저는 귀여운 여자를 만나고 싶어요. 저는 귀여운 여자를 만나고 싶어요. Câu số 10, ở chợ Cầu Giấy có nhiều quần áo rẻ và đẹp. Cầu Giấy 시장에 싸고 예쁜 옷이 많아요. Cầu Giấy 시장에 싸고 예쁜 옷이 많아요. Câu 11, hãy đi những nơi mà em muốn đi. 너가 가고 싶은 곳에 가. 너가 가고 싶은 곳에 가. Câu 12, ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng. 내일 중요한 회의가 있습니다. 내일 중요한 회의가 있습니다. Câu số 13, đa số con trai thích con gái ngực to. 대부분 남자들은 가슴이 큰 여자를 좋아해요. 대부분 남자들은 가슴이 큰 여자를 좋아해요. Câu số 14, đừng mua những đồ mà không cần thiết. 필요 없는 물건을 사지 마세요. 필요 없는 물건을 사지 마세요. Câu 15, ở trung tâm thầy Khánh có nhiều học sinh dễ thương. Khánh 선생님 학원에 귀여운 학생이 많습니다. Khánh 선생님 학원에 귀여운 학생이 많습니다. Câu số 16, tôi ghét những người nói dối. 거짓말하는 사람을 정말 싫어해요. 거짓말하는 사람을 정말 싫어해요. Câu số 17, bạn có thích con trai dâm dê không? 음란한 남자를 좋아해요. 음란한 남자를 좋아해요. Câu số 18, tôi không thích con trai mà là cảnh sát giao thông. 저는 교통 경찰인 남자를 안 좋아해요. 저는 교통 경찰인 남자를 안 좋아해요. Câu số 19, Oanh không phải cô gái dễ dãi. Oanh 씨는 쉬운 여자가 아니에요. Oanh 씨는 쉬운 여자가 아니에요. Câu 20, tôi muốn mua cho người yêu một cái váy sexy. 저는 여자친구에게 섹시한 치마를 사주고 싶어요. 저는 여자친구에게 섹시한 치마를 사주고 싶어요. Ok, vậy là chúng mình đã tìm hiểu xong về định ngữ thì hiện tại. Trong video tiếp theo thì mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về định ngữ thì quá khứ và định ngữ thì tương lai nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Annyeong!